đi tìm 6 mỹ nhân sạch sẽ nhất của làng giải trí Hoa ngữ do khán giả bình chọn. Đàm Tùng Vận vậy mà xếp sau mỹ nữ 4.000 năm Cúc Tịnh Y. Tôn Lệ gì cũng giỏi nhưng vẫn ngậm ngùi thua một người. Trong các bộ phim Hoa ngữ có một câu nói kinh điển, người ở giang hồ, thân bất do kỷ. Và câu nói này rất đúng với dàn nghệ sĩ đó. Chỉ cần gia nhập showbiz thì chắc chắn sẽ dính thị phi, dù là ít hay nhiều. Thế nhưng, trong mắt cư dân mạng xứ Trung thì đây chính là 6 cái tên sạch sẽ nhất, miễn nhiễm với điều tiếng về đời tư và tính cách. Top 6. Lưu Thi Thi. Lưu Thi Thi gia nhập làng giải trí Hoa ngữ năm 2004, tính đến nay cũng đã tròn 20 năm rồi. Trong quãng thời gian dài đó, Lưu Thi Thi luôn tạo được thiện cảm trong lòng khán giả nhờ tính cách bình đạm như cúc, chẳng thích tranh giành với ai. Đã thế, Lưu Thi Thi luôn nói không với chiêu trò, đi lên nhờ những tác phẩm thành công như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Bộ Bộ Kinh Tâm hay Nhất Niệm Quan Sơn. Thêm vào đó, hôn nhân hạnh phúc và kín tiếng bên Ngô Kỳ Long cũng là điểm mạnh để Lưu Thi Thi luôn giữ được hình tượng đẹp. Top 5. Đàm Tùng Vận. Gia nhập làng giải trí Hoa ngữ trễ hơn Lưu Thi Thi một năm, nhưng nếu xét về những thành tựu trong nghề diễn thì Đàm Tùng Vận lại ăn đứt đàn chị đó. Bởi cô được xếp vào hàng có thực lực, lại có tác phẩm, đóng phim nào cũng đạt được những thành tích đáng nể. Thậm chí, trong dàn sao sau 90, Đàm Tùng Vận còn được xếp vào hàng sao nữ có tài gánh phim. Điều khiến người ta khâm phục nhất chính là Đàm Tùng Vận chưa từng dính phải điều tiếng thị phi gì, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp diễn xuất. Top 4. Cúc Tịnh Y. Chắc chắn nhiều người sẽ phải bất ngờ lắm khi nhìn thấy tên của Cúc Tịnh Y xuất hiện trong này mà còn đứng ở vị trí thứ tư mới lạ chứ. Thật ra, ngoài vấn đề chấp niệm với cái danh mỹ nữ 4.000 năm ra thì Cúc Tịnh Y lại là cô gái có đời tư sạch bong kinh kít. Cô chưa từng dính phải bất cứ tin đồn hẹn hò nào với dàn bạn diễn nam, lại càng không mặn mà với việc yêu đương, toàn tâm toàn ý với công việc. Với những ai là fan sự nghiệp thì đu Cúc Tịnh Y là lựa chọn rất đúng đắn đó. Top 3. Lý Vũ Xuân. Dù được xếp vào hàng sao hạng A, nhưng Lý Vũ Xuân được coi là cái tên khác biệt với phần còn lại của showbiz. Bởi cô không mặn mà với việc khoe sắc trên thảm đỏ nhưng vẫn là nghệ sĩ hiếm hoi được các nhãn hàng thời trang quốc tế săn đón và ưu ái hết cỡ. Dù thành công khi lấn sân sang mảng điện ảnh nhưng lại từ bỏ nghiệp diễn để toàn tâm toàn ý với âm nhạc. Đã thế, cô chưa từng dính phải lùm xùm nào liên quan đến đời tư cả. Vì lẽ này mà suốt chục năm qua, lượng fan và địa vị của Lý Vũ Xuân vẫn rất đáng ghen tị. Top 2. Tôn Lệ. Tính đến hiện tại, Tôn Lệ đã có 24 năm tuổi nghề. Dù không phải là sao nữ có ngoại hình vượt trội nhưng bằng tài nhập vai xuất sắc trong Chân Hoàn Truyện, Mị Nguyệt Truyện. Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn, Tôn Lệ đã chinh phục được hàng triệu khán giả, trở thành nữ hoàng truyền hình danh xứng với thực. Sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đời tư của Tôn Lệ cũng đáng nể chẳng kém. Bởi cô đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn bên ông xã Đặng Siêu, là gia đình kiểu mẫu của showbiz. Top 1. Hải Thanh. Sao nữ đứng đầu trong bảng xếp hạng lần này thuộc về Hải Thanh, nàng Thanh Y có tiếng của xứ Trung. Hình tượng trên phim của Hải Thanh hiền lương thục đức như thế nào thì ngoài đời cô cũng hoàn mỹ y hệt như thế. Thay vì cưới đại gia, Hải Thanh về chung nhà với một người đàn ông bình thường và chọn cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng vẫn hạnh phúc. Vì lẽ đó mà với nhiều khán giả xứ Trung, Hải Thanh chính là sao nữ có hình tượng sạch sẽ nhất Hoa ngữ đó.